Bộ Công Thương cho biết xuất khẩu của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong nửa cuối năm 2024. Điều này đồng nghĩa hàng hóa xuất khẩu sẽ đối diện nhiều hơn trước các vụ điều tra phòng vệ thương mại. Trong đó có một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang các thị trường lớn như là EU, Hoa Kỳ. Thời gian qua, việc cảnh báo sớm từ ngành chức năng đã đem lại một số kết quả tích cực giúp doanh nghiệp xuất khẩu không bị áp thuế phòng vệ thương mại hoặc bị áp thuế ở mức thấp, góp phần không chỉ giữ vững mà còn mở rộng thị trường xuất khẩu. Tính đến nay, Bộ Công Thương đã khởi xướng điều tra 28 vụ việc phòng vệ thương mại và đã áp dụng 22 biện pháp với hàng hóa nhập khẩu. Về ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại nước ngoài, tính đến tháng 6 năm 2024, Việt Nam đã phải đối mặt với 252 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường với đa dạng các mặt hàng. Ngoài ra, cơ quan điều tra nước ngoài thường xuyên rà soát các vụ việc phòng vệ thương mại với quy trình và các yêu cầu rất phức tạp. Nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường năng lực về phòng vệ thương mại, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế, cơ chế phối hợp liên ngành địa phương. Cùng với đó, chủ động theo dõi bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước, tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh cảnh báo sớm các vụ việc phòng vệ thương mại của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Việc chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ, tăng cường thông tin, phổ biến kiến thức về phòng vệ thương mại cho các ngành sản xuất, doanh nghiệp.